thèm quá à. Cây cây mặn mặn ngọt ngọt. Mình thấy cơm mình tay cả không các bạn ơi. Cái này mình cho để nước ấm với cục với đường. Không có nước màu nó ra được cái màu như thế này nè. Xin mời các bạn ăn cơm kho tàu nha. Cơm kho tàu, cơm kho tiêu nha cả nhà ơi. Wow. Nghe cái tiếng cơm này nó đã